hiệu quả cao nhất trong công tác phòng ngừa cháy nổ chính là hạn chế tối đa các nguyên nhân gây ra nguồn cháy nổ. Thế nhưng tại một số chợ, trung tâm thương mại dường như vẫn rất thờ ơ với vấn đề này, kể cả là những địa điểm đã từng xảy ra cháy cách đây vài tháng. Đây là hình ảnh dự án chợ Vã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Toàn bộ 28 kiosk vốn được thiết kế là nơi kinh doanh buôn bán cho các tiểu thương. Thế nhưng, nay đó đã trở thành khu nhà ở của các hộ dân dưới hình thức góp vốn với đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Phát Lộc. Khi các hộ ăn ở sinh hoạt tại đây luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ từ hệ thống dây điện, các thiết bị điện, bếp nấu ăn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cũng do các hộ tự xây dựng sau khi được giao đất, vì thế không có hệ thống chữa cháy chung cho cả dãy kiosk này. Đây là dân sinh thì chúng ta mua đi, chúng ta tự xây hệ thống phòng cháy, không có ai hướng dẫn chúng tôi cả. Chúng tôi rất lo, chúng tôi muốn là kiến nghị làm sao mà là phải có hệ thống phòng cháy để chúng tôi có thể tự chữa được. Nhà cửa là tất cả là tự mình xây, không có liên quan gì đến trong chợ. Cả gia đình lên ở đất, mà cửa bán hàng thôi. Còn đây là khu kinh doanh mới dành cho 24 gian hàng từng bị cháy hồi tháng 6 chuyển vào. Không hệ thống chữa cháy tự động, các tiểu thương vẫn rất thờ ơ với việc phòng ngừa, dù đã được thông báo nguyên nhân vụ cháy trước đó là do chập điện. Trong ký ốt này bọn em thì về bọn em đều tắt điện cả, nhưng mà cũng không thể tắt hoàn toàn được, bởi vì như bên em nó còn có cái tủ lạnh, vẫn để nguyên như thế. Còn đây là trung tâm thương mại chợ gạo phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Đây cũng là điểm đã từng xảy ra cháy nổ gây thiệt hại lớn về tài sản. Hiện có gần 400 tiểu thương kinh doanh, trong đó có 6 hộ vừa kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như vải, quần áo, vừa ở, sinh hoạt ngay tại chợ. Hiện trạng là có tầm độ khoảng 4 hộ thì là người ta ở xa, khi thoảng nhỡ thì người ta ngủ lại đây ở trong chợ, cũng là ảnh hưởng đến cái công tác phòng cháy chữa cháy là cũng rất là nguy hiểm. Nhắc nhở bà con là tới đây cũng không ở đấy. Chưa cần biết dự án xây chợ, khu thương mại có được phép cho các hộ sinh sống tại khu kinh doanh hay không. Song việc các tiểu thương ở sinh hoạt ngay trong khu kinh doanh, nguy cơ cháy là rất cao, và khi đã xảy ra thì hậu quả khôn lường.